Vâng, chào mọi người hãy quay trở lại với kênh của cốc đấu đi.com. Hôm nay là một cái ngày đặc biệt. Tôi trở lại và nhân dịp Tết Covid lần thứ hai, tôi muốn làm với ý nghĩa nhỏ. Các bạn đã bao giờ đặt câu hỏi là với cái keo chụp bàn chịu nước và keo chụp bàn chịu dầu khi pha vào nhau thì nó như thế nào chưa? Các bạn đã bao giờ thử chưa? Hôm nay tôi có một ý tưởng là sẽ dùng cái keo chụp bàn hệ nước pha với keo chụp bàn hệ dầu. Đây là plus 7000 nước tính. Thì sau đấy trộn hai hỗn hợp với nhau và lên keo thì nó sẽ như thế nào? Nếu các bạn quan tâm thì hãy cùng theo dõi cái video ngay sau đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Cộng Đồng Vinh. Ở đây tôi đã có cái keo chụp bàn chịu nước. Đây là keo chụp bàn chịu nước. Và keo chụp bàn plus 7000 này là nước tính chịu nước dầu. Thì các bạn đã bao giờ đặt câu hỏi là khi mà trộn hai cái keo này vào nhau thì nó sẽ chụp bàn nó sẽ như thế nào thôi. Thì hôm nay tôi sẽ tiến hành một cái thí nghiệm vui. Tiến hành một cái thí nghiệm vui để làm xem là kết quả ra sao và mình sẽ có cái trải nghiệm là cái keo sau chụp nó như thế nào, tôi đã chụp theo ra sao. Đấy. Và xem là độ rửa như nào, có phần test là đi có bền hay không thì mình sẽ tính sau. Rồi, rồi ngay sau đây cho video tiến hành cái thử nghiệm này. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ tiến hành đổ keo nào. Tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Và keo chứ nước này là pha được sao. Ok. Hoặc là kéo vẻ cũng đều đều các bạn, không được phải ok đâu. Nhìn keo đây là khi mà pha vào rất là loãng, đây là keo chứa nước, có nước pha loãng, người thường không pha loãng như này. Tôi sẽ pha rất là đậm và tôi chỉ để nguyên keo như vậy và cho một bát sáng vào thôi. Còn như cái keo này là nó loãng, tôi chỉ được ít thôi. Được. Tôi sẽ 50-50. Một con keo này khuyệt ạ. Và tôi đổ keo nước vào. Các bạn nhìn thấy cái màu keo này, nó gần giống màu keo này. Khi mà keo nó chuyển màu như thế này rồi, chứng tỏ là nó ít bát sáng rồi. Bát sáng gần giống cái keo này rồi. Và chất lượng keo không có tốt nữa. Và đây các bạn thì quan sát này, cái keo này. Đây là keo lớn, màu xanh. Xanh hơn hẳn. Đây, màu xanh. Xanh lá. Tôi trộn vào. Tôi sẽ trộn vào. Đó, tôi sẽ trộn vào. Đây, thì các bạn đang theo dõi đây. Keo phân chia ra thành hai lớp này. Đây, hai lớp khác nhau. Ok. Tôi sẽ trộn lên. Rồi. Thì tôi thấy nó cũng ra gì phết đấy các bạn ạ. Nó cũng dẻo dẻo này. Mềm mềm này. Đấy, cái đặc pha với cái loãng. Bây giờ tôi sẽ lên keo. Ở đây tôi có một cái khung này rồi. Rồi tôi để cái này đây. Và tôi sẽ tiến hành lên keo luôn. Tại chỗ thôi. Lên keo ở đây. Lên keo cái khung này luôn. Tôi đang chuẩn bị một cái khung sẵn này. Ok. Nhìn màu keo ra cũng ra gì phết đấy các bạn. Phẳng mịn mà. Rồi, tiếp này. Ok. Tích thì thêm phát nữa này. Cái keo lỏng lên phê lắm các bạn. Nó lấp hết rồi lỗ lưới luôn. Còn này tôi hớt ra. Đấy. Mọi người có thể quan sát này. Đó. Mặt phẳng láng mịn này. Còn mặt sau thì sao? Bạn có thể quan sát này. Ok. Đó. Ánh sáng đèn này. Rồi. Keo này nó rất là lỏng. Nó lỏng nên là nó dễ lên các bạn. Lấp hết vào các lỗ luôn. Bây giờ tôi sẽ đi anh sấy. Và sấy tôi sẽ chụp. Chụp bạn. Đây. Các bạn hãy cùng quan sát nhé. Theo dõi nhé. Nước tính và keo plus lưỡng tính. Hai keo này thì giá trên thị trường là như nhau và cái độ bền hay là chất lượng của nó cũng như nhau. Có keo plus này nhỉnh hơn chút về cái thời gian bảo quản lâu hơn. Còn về đây là hai thương hiệu khác nhau, một thương hiệu của Anh và một thương hiệu của Trung Quốc. Thì hôm nay tôi định là tiến hành trộn hai cái loại keo này với nhau để xem là chụp bản nó sẽ như thế nào. Đó. Thì ở đây tôi có cái hộp keo A6 này đây. Các bạn nhìn thấy màu của nó xanh đậm, xanh hàn, xanh lục, lục đậm. Đó. Tôi sẽ đổ cái má lên đây, tôi có chuẩn bị cái má 25cm đây rồi.
và tôi sẽ đổ ra. Làm cái thí nghiệm là nếu mà thử trộn hai cái loại keo này với nhau thì nó sẽ kết quả nó sẽ ra như thế nào. Đây là cái má nó chứa keo A6. Ok. Còn đây là keo Plus 7000. Với Plus 7000 thì màu của nó xanh nó nhạt hơn. Ok, tôi đã đổ vào đây. Tỷ lệ rồi, tôi để bằng nhau thôi. Tôi sẽ cho hai loại keo này bằng nhau. Và các bạn có thể thấy là đây là keo nó chảy ra rất là đậm, tại vì đây là keo nguyên chất và tôi không pha thêm nước trong quá trình, không pha thêm nước thì nó rất là đậm và không pha nước thì nó sẽ để được lâu hơn, không pha nước keo sẽ để được lâu. Và đây là tôi sẽ dùng cái này tôi chốt nó lên. Đây, đây là cái máng 25cm tôi đã pha hai loại keo Plus và A6 với nhau, cùng là keo lưỡng tính. Đó, tôi sẽ trộn nó lên. Cô có thể làm dưới ánh sáng đèn này tại vì nó không ảnh hưởng gì cả. Đó, đây tôi sẽ phà, tôi sẽ trộn đều lên. Keo này các bạn thấy là rất là đặc. Đó, đây này, các bạn có thể quan sát này, rất đặc, rất đặc, nó không như cái keo nước của lấy. Keo này đặc. Đó, tôi sẽ chốt cái hốt nó đấy, chốt đều lên. Và tí nữa tôi sẽ tiến hành lên keo cái hốt nộp này. Đó. Trong quá trình trộn thì các bạn nhìn tí để tôi trộn lên. Chào mọi người, quay trở lại với kênh cộngdồngy.com. Ở đây tôi đang có hai cái máng chứa hai hỗn hợp keo, đây là hai loại keo chịu nước, hai loại keo chịu lưỡng tính khác nhau, A6 và Plus 7000. Và đây là keo của máng, máng này là dùng pha keo nước Ota với keo Plus 7000, hai máng màu khác nhau, xanh lá cây và xanh lục mà hơi đậm. Hai loại keo này thì keo máng 25cm là đặc hơn, tốc độ chảy chậm hơn, đó các bạn quan sát. Còn keo ở máng nhỏ này tốc độ chảy rất là nhanh, đổ là có thể nghiêng dốc ra được luôn, đó. Nó lỏng hơn, đó. Tràn ra được ngay, đấy, tràn rất nhanh, còn thằng này thì tràn rất là chậm, nó đặc hơn. Rồi, và hôm nay tôi sẽ tiến hành cái thí nghiệm là lên keo chủ bản hai loại keo này và xem kết quả cùng một chụp phim, cùng thời gian thì chất lượng sẽ như thế nào. Rồi, mời các bạn cùng theo dõi video. Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Cộng Đi Chụp Con. Bây giờ tôi không được, tôi sẽ lên keo cái hút được hai cái lưỡng này, hai cái lưỡng này thôi. Đó, lên nhìn thường thôi, lên keo nhìn thường. Chứ mấy bốn lượt như này nó sẽ rất là mịn này. Là nước keo nó vào tương đối là nhiều. Sau đó lên sau. Mà sao nguyên được luôn. Cho thằng keo nó hết ra. Đấy, đấy có gì vào đây. Gì vào đây nó khó chịu. Cá lên thì màu keo còn đậm. Đó, tôi sẽ hớt ra, hớt. Đó, còn có thể quan sát này. Miệng cái máng này. Đó. Khi hớt ra. Đó. Ok. Đó. Đây. Đó. Ok. Sau đây tôi sẽ sấy và hẹn gặp lại các bạn. Chúng ta sẽ chụp ảnh. Vâng, chào mọi người quay trở lại. Hai khung vừa nãy tôi đã sấy xong rồi. Và đây là cái khung trộn keo Plus với keo chịu nước, chưa chịu nước. Và đây là khung trộn hai loại keo lưỡng tính với nhau. Và tôi sẽ tiến hành chụp ảnh ngay sau đây. Ở đây tôi có lựa chọn là một cái phim, tôi sẽ dùng cái phim này. Đây là phim in trên pin của điện thoại iPhone 6. Và tôi sẽ chụp ảnh cái luôn. Và dự kiến là với cái keo Plus chịu nước này thì tôi sẽ chụp khoảng 60 giây. 60 giây thì sao? Vì bình thường chụp keo chịu nước không thì 50 giây là chín hết rồi, và keo vào lớp là 2 phút thì tôi sẽ căng khoảng 60 giây thôi, là vùng an toàn. Còn cái keo lưỡng này tôi sẽ dùng 60 giây để xem ra như thế nào, với cái chi tiết nó tương đối nhỏ như này. Ok, rồi sau đây tôi sẽ tiến hành chụp luôn, chụp bản luôn. Đây, khung nhỏ trước và khung này là 60 giây.
đây mọi người có thể quan sát là tôi đang chụp đây, chụp 16 giây rồi, máy vẫn đang chạy. Ok, vâng, chào mừng các bạn quay trở lại. Máy vẫn đang chụp và sắp xong rồi, 80 giây rồi, vừa nóng cái sáng xong. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành hãy đăng ký kênh của cộng đồng im bạn nhé.